Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn tại Chấm TV. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé. Việc xử Trương Tuân Thành. Trương Tuân Thành sinh ngày 24 tháng 8 năm 1995 tại Kinh Châu, Hồ Bắc, Trung Quốc, sở hữu chiều cao 1m80, cân nặng 67kg. Là ca sĩ diễn viên trẻ nổi tiếng Hoa ngữ, anh có xuất thân từ nghệ thuật âm nhạc nên khả năng biểu diễn và làm chủ sân khấu cực kỳ tốt. Trong làng giải trí Hoa ngữ ngày nay có nhiều gương mặt xuất sắc với thành tích học tập khủng, Trương Tuân Thành cũng là một trong những số đó. Ngay từ khi còn nhỏ, nam diễn viên chính thức đã được cho đi học múa, học nhảy nhiều năm liền. Bên cạnh đó, mẹ anh còn cho anh học hát, piano, guitar và sáng tác nhạc. Chính vì vậy, máu nghệ thuật từ lâu đã có trong con người của Trương Tuân Thành. Năm thi đại học, Trương Tuân Thành có lẽ là nam diễn viên đầu tiên của Trung Quốc đậu tới 7 trường đại học, trong đó đậu thủ khoa 4 trường đại học nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc. Cuối cùng, anh lựa chọn trường học viện hí kịch Trung ương, khoa nhạc kịch. Trương Tuân Thành chính thức bước chân vào làng giải trí năm 2013 với vai diễn điện ảnh đầu tay, Xe buýt trường học. Một năm sau, cậu ra mắt ca khúc đầu tay và đảm nhận vai chính đầu tiên trong phim Tên Ngốc. Mỹ Nam 9X khá có duyên với màn ảnh rộng, anh nhận được nhiều dự án phim cho đến khi đảm nhận vai Lâm Dương trong Xin Chào Ngày Xưa Ấy, tên tuổi của Trương Tuân Thành mới ngày một nóng lên. Nhưng bộ phim làm nên tên tuổi của Trương Tuân Thành phải kể đến đó là Lê Hấp Đường Phèn. Bộ phim nhanh chóng trở thành một cái tên hot được rất nhiều người đón xem, không chỉ vì nội dung lôi cuốn mà còn vì ngoại hình xoáy ca của Trương Tuân Thành. Tên của anh liên tục được tìm kiếm và nhắc đến trong thời gian này. Mới đây, nam diễn viên 9X có mặt trong dự án phim truyền hình với tên gọi Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, đóng cùng Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long. Bộ phim có kịch bản vui vẻ, hài hước và lồng ghép nhiều tình tiết trong chủ đề gia đình khá ý nghĩa. Về đời tư, Trương Tuân Thành được cho là đã từng hẹn hò với thí sinh sáng tạo doanh 2020 Vương Nghệ Cẩn. Cụ thể, vào năm 2017, cư dân mạng tìm được bằng chứng Trương Tuân Thành và Vương Nghệ Cẩn hẹn hò qua một bài post trên Weibo cá nhân của hai người. Blogger còn cho biết thêm, Trương Tuân Thành và Vương Nghệ Cẩn yêu nhau từ hồi còn đi học, từ lúc cô là nhập học đã bắt đầu yêu rồi, cả hai ở bên nhau trong nhiều năm. Trước kia, có khá nhiều tin tức về cặp đôi này, nhưng sau khi Vương Nghệ Cẩn đi Nhật Bản chơi thì mọi chuyện cũng im ắng dần. Bởi vì lúc đó cả hai chưa có nhiều fan mà Trương Tuân Thành cũng chưa quá nổi tiếng. Có nguồn tin cho biết họ đã chia tay khi Trương Tuân Thành quay Đại Tống Thiếu Liên Trí. Các bộ phim tham gia: 2016 Nam Thần Mạnh Nhất, 2017 Xin Chào Ngày Xưa Ấy, 2019 Đại Tống Thiếu Liên Trí, 2020 Lê Hấp Đường Phèn, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Úc Sên và Chim Vàng Oanh. Vừa rồi là thông tin và tiểu sử của Trương Tuân Thành. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và nhấn chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.